Thôi bây giờ nói chung là anh về ở với em, là anh sẽ ở với em và ngày mai ngày kia đấy thì em nói chuyện với gia đình rồi chúng mình cưới nhau luôn đấy, đấy nhưng mà chỉ này... cần là chỉ cần em anh lật mặt ghê thật đấy, quá lật mặt luôn mày ơi, chứ không nghĩ anh chơi như thế. Mình đã hứa yêu thật lâu, dù kịp mai không xa rời, lời nói trên môi cũng chỉ toàn là dối lừa. Tình yêu xưa chỉ là quá khứ, phải giữ sao đáy lòng, thương nhớ một người, nơi chốn xa chẳng thương. Em không biết được, tự nhiên sao anh mang đồ về ở với con Nhung hay sao nhỉ? Không phải đâu, anh không phải người như thế đâu em ạ. Thế tự nhiên anh mang đồ về làm gì chị nhỉ? Anh kia là người như thế đâu. Em làm gì đấy? Em muốn chơi Nhung. Mày công chưa? Rồi. Thế hôm nay mày chịu về ấy, mày thu xếp quần áo về đây à? Vâng, thì con cũng suy nghĩ rồi. Ở thời gian vừa qua thì con cũng biết là con đi theo con Thư ấy là con sai. Hôm nay là con cũng suy nghĩ rồi, con về đây con ở với mẹ con sẽ yêu lại Nhung, cưới Nhung, chứ con không yêu Thư nữa, con sẽ bỏ Thư. Đấy mày nghe ta từ lúc ban đầu, có phải là mày yêu cái Nhung, có phải là mọi chuyện êm đẹp không? Nghe mày không nghe, mày cứ bướng. Đấy suốt ngày anh nghe con Thư làm gì? Em nói anh rồi anh không nghe, đến bây giờ anh không chấp nhận. Mày đây này, mày không ra đây. Thôi bây giờ anh bảo, bây giờ anh hứa với em, bây giờ từ bây giờ anh sẽ về anh yêu em, anh sẽ cưới em. Và anh sẽ không bao giờ anh cưới Thư nữa, và anh không liên quan đến Thư nữa. Nói chung là anh sẽ hứa với em là như thế. Còn là cái vấn đề về cái đơn kiện ấy thì em gỡ cho anh đơn kiện đi. Thì đấy. Em gỡ không đấy là đều vào quyết định của anh hết. Anh đồng ý anh chấp nhận và anh hứa mẹ như nào thì anh nói đi. Thì em sẽ, một hai hôm nữa em sẽ nói chuyện với con Thư rồi em rút đơn kiện. Thôi bây giờ nói chung là anh về ở với em, là anh sẽ ở với em. Và ngày mai ngày kia đấy thì em nói chuyện với gia đình rồi chúng mình cưới nhau luôn. Đấy, nhưng mà chỉ này... cần là chỉ cần em anh lật mặt ghê thật đấy, quá lật mặt luôn mày ơi, chứ không nghĩ anh chơi như thế. Giờ anh đang yêu chị như thế xong bây giờ lại chuyển sang lấy con Nhung là sao? Thật ra lâu nay vẫn chưa yêu em dù chỉ một lần, sau này bên ấy mong anh sống tốt, em muốn thấy anh yên. Chẳng nói chị nghĩ mất tình luôn đấy chứ. Xong rồi hai đứa cưới nhau, xong rồi tao nhưng mà mẹ nhìn thấy con với Nhung hợp đôi hơn đúng không? Hợp đôi, xong rồi về sau này tao tại vì là con trước con không nghe mẹ là con sai, bởi vì là gia đình nó luôn là tốt nhất với mình đấy. Con hồi đấy con đấy, không biết anh nghe mẹ anh sớm thì giờ thì sướng hơn không? Sướng bao nhiêu bây giờ đi theo nó, xong rồi ra ở cái chả biết hồi xưa như kiểu là anh làm sao anh cứ mù quáng anh đi theo nó ấy. Mà rõ ràng là em xinh gái hơn nó đúng không? Em cũng tốt hơn nó mà tại sao anh cũng chả biết đấy tại sao? Anh giờ anh về anh ở với em chăm lo chăm sóc cho anh còn tốt hơn cả nó cơ. Chứ đâu nó đây nó không tốt cho anh, nó còn xúi dụ anh ra ngoài ở như thế. Thế thì anh mới biết là bây giờ em tốt với anh. Thì nó chị phải nói chuyện với anh Kiên rất là rõ ràng, không thể thế này được. Đùng cái hôm vợ bình thường với chị nhá, hai đứa vẫn tình cảm với nhau, tự nhiên đùng cái bây giờ bảo muốn về nhà xong rồi chửi chị là vô sinh này đó. Em chả biết anh nghĩ gì luôn đấy. Bây giờ con quyết định là con về ở với Nhung rồi thì nhà gia đình nhà mình không liên quan gì đến gia đình nhà con Thương nữa. Gia đình nhà mình kệ nó, bây giờ rút đơn kiện cho nó về, nó làm gì thì làm, cưới ai thì cưới. Bây giờ em hiểu là bây giờ nó vô sinh rồi, em rút đơn kiện về đi. Bây giờ mình cưới nhau rồi thì nó muốn làm gì thì kệ như nó đúng không? Bây giờ rút đơn kiện về xong bắt đầu là anh với em cưới nhau, thế là xong, bây giờ là không liên quan gì nó nữa. Em đã tha cho nó là anh xong là anh phải xuống nhà em nói chuyện bố mẹ em rồi cưới luôn. Bây giờ anh suy nghĩ anh dọn quần áo về đây, anh suy nghĩ anh về anh ở cả với em, mà bây giờ anh suy nghĩ đừng đoán rồi, anh không như thế như trước nữa. Bây giờ anh dạy gì mà anh theo nó mà thôi, theo nó có đẻ được đâu, vô sinh không đẻ được mà vẫn đúng theo. Rồi nó còn anh thấy trước là mặt nó còn hất tiền tung tiền vào mặt bác, xong nó đối xử bác như thế. Bây giờ anh mà cưới nó về sau này nó còn lên đầu bác nó ngồi xong rồi nó còn đấy con này nó tồi thật đấy. Thôi mà bây giờ lâu lắm thì gia đình mình mới hạnh phúc nhà này thì thôi, bây giờ cho mẹ ăn thì không, với cả em ăn thì không, để anh đi anh ra ngoài kia anh mua ít đồ về nấu cơm. Ừ cũng lâu rồi nhà mình chưa có đi ra ở thì con đi nhau. Mua ít đồ nhá. Đi mua cái gì đi về để Nhung nó còn lâu. Thế em đi ăn gì? Em đi ăn gì để anh nấu? Thì anh nấu cái gì ăn đấy nhá. Vâng. Ừ thì ok. Anh nấu rồi. Thì để anh ra mua đồ. Đi mua đồ thì... Anh nhớ này, tôi không nghĩ như thế đâu Kiên ạ. Em khe bên tai vẫn chưa phai, sợ những lúc em say đưa em.
em về chỗ này. Chẳng còn nhau đi qua bao đoạn đường vắng. Tôi không nghe được như thế đâu Kiên ạ. Anh không thể níu em dù một giây. Mình đã hứa yêu thật lâu. Anh đi vào em chỉ bằng với đánh thôi. Trong khi đó anh và anh yêu tôi này, nó bao giờ anh mang đồ về anh hả tôi nhưng mà sao? Hả? Bỏ cái tay ra. Bỏ cái tay làm sao? Như nào? Anh đang xài đi anh ạ. Cô xem lại cái bản thân cô đi. Bây giờ vô sinh rồi. Làm gì có đẻ được đâu mà đòi tôi cưới. Tôi cưới cái gì? Sao không nói từ đầu đi. Bỏ cái gì? Bỏ ra. Tôi dùng nói này, cái này nhận ra anh ngồi. Anh làm ngủ tôi quá rồi đấy. Từ từ, thật ra trong kia là chồng đang nói dối thôi, trở vờ thôi. Anh đang trở vờ để cho con Nhung nó gỡ được chuyện. Anh trở vờ cái gì? Anh trở vờ mà anh đang giả vờ thôi. Anh trở vờ anh cầm tay như thế à? Không, đang trở vờ. Sao mày ra đây làm gì? Về đi, sao mày sang người ta làm gì nữa? Bây giờ mày đi về đi, mày ở đây làm gì? Anh khốn nạn thế? Mày đi về đi. Sao anh mở mồm anh nói thế à? Đương nhiên là sang đây, nó bắt đầu nó bảo là bây giờ sang đây để níu kéo con về. Con ra ở riêng. Thôi đi về đi. Giờ thằng Kiên. Này, tao nói thẳng vào mặt mày này. Bây giờ ấy, tao yêu Nhung rồi. Tao quay lại với Nhung rồi. Mày đéo mà mày tư cách gì mà bên tao đâu. Tôi không nghĩ là cái bản thân anh ấy đều như là người nhà anh ấy. Đúng rồi đấy anh ạ. Mẹ tao. Bỏ ra. Anh đang sai đấy anh ạ. Mày xem lại cái bản thân của mày đi. Mày xem lại bản thân của mày đi. Mày xem ấy, mày vô sinh, không đẻ được. Mày đẻ được cho người khác bây giờ, mày còn bản thân của mày mà đéo đo được. Bây giờ mày nghĩ mày làm sao nuôi được tao. Mày đẻ như này mày thật luôn đấy. Rồi, đẻ bây giờ anh thì là nó yêu cái Nhung rồi. Bây giờ mày biết bộ mặt tao. Tao không yêu mày nữa đâu, còn sao đây quá khốn nạn rồi, ngay trong khi đầu ấy thì mày bảo là mày yêu đương này nó xong rồi là vô sinh không sao cả. Nè, đùng cái mày quay về với con dở hơi này. Vì gia đình nhà, bởi vì gia đình nhà tao ấy, tao vẫn coi là duy nhất. Ôi đi về được. Đi, giờ nó không mày đi về đi. Mày nữa đâu, đi về đi. Đi về đi. Đúng là chẳng có gì, gọi là cái làm người là làm. Để tôi để nó nói chuyện nốt. Để xem có gì nói chuyện nốt. Cho nó xong xuôi đi. Nhưng mà anh để nó nói chuyện với anh thế à? Nói chuyện nốt đi, xong rồi đi về. Vậy thì phải chấm dứt hết đi. Giờ đừng lần sau ấy, mày đừng bao giờ mày quay về nhà tao, mày xin lỗi lại nó nhá. Đấy đấy, bây giờ anh với nó chấm dứt rồi, em đấy em xem đấy. Bây giờ hết rồi, còn gì nữa đúng không? Bây giờ mẹ biết đúng không? Bây giờ con nó chấm dứt rồi, nó chưa mặt mẹ luôn, tao mặt một lời. Bây giờ đấy, tao thẳng luôn, tao sẽ xin, tao sẽ đứng ra, tao xin cho cái Nhung gỡ đơn kiện cho mày về. Nhưng ấy, mày không liên quan gì đến tao nữa, chưa? Không biến ra, biến tránh ra quả của đầu của tao ra. Một khi mày bỏ mồm mày nói câu đấy, không bao giờ tao quay lại với mày. Để cả cái quỳ xuống mày xin không bao giờ. Này. Còn chúng mày giờ xứng đáng hạnh phúc đi, là bạn đều với nhau. Này, mày đi về, xứng đáng mày đi về. Mày đừng có bỏ, mày đừng có bỏ cho nó. Nó thật mày. Anh như thế em không dám theo anh. Tao xin cho nó là sự kiện đấy. Còn đừng để nó cho nó vào tù. Anh quá đáng thật sự luôn ấy. Mày biết mặt tao thì mày biết à? Mặt tao còn nhiều, quá đáng còn nhiều ấy. Không là mày đứng ra em mà thôi, chúng mình đi về đi. Đi về đi. Người trách thân anh không thể nếu em dù một giây. Mình đã hứa yêu thật lâu. Em thấy đấy, bây giờ tất cả mọi người là quay lưng với chị. Bố chị bây giờ cấm cản là chị đừng quay lại với anh Kiên. Nhưng mà khi đó chị cãi xong rồi là chị bảo anh Kiên tốt này nọ. Em thấy đấy, bây giờ bảo chị là đừng quay lại với anh Kiên. Xong rồi bảo là yêu con Nhung đấy, em thấy đấy. Bây giờ không phải chị để em nói đang. Bây giờ anh đang diễn kịch trước mẹ em với con Nhung đấy. Không phải đâu. Tại vì là anh muốn lừa mẹ em với con Nhung là để rút đơn kiện cho chị thôi. Chứ không phải là anh bỏ chị đâu. Thật không? Thật. Không tin chị gọi cho anh mà xem. Mọi người lên kịch bản hết với nhau rồi. Bây giờ là để muốn con Nhung nó rút đơn kiện thì anh phải quay về nhà, anh ở với con Nhung. Thì mẹ em với con Nhung nó mới rút đơn kiện được. Nhưng em thấy đây, sao phải đối xử chị với chị như vậy, nói những câu làm như đau lòng như vậy. Thì nói thế thì mẹ em với con Nhung mới tin chứ chị. Để chị gọi anh Kiên xem. Chị gọi mà chị đi cho anh. Nếu mà không phải sự thật đó. Thật mà, chị tin em chứ. Em không biết nãy chị nhìn thấy anh Kiên với cả con Nhung cầm tay nhau thì đau lòng như thế nào đâu không anh ạ. Thì em biết rồi, nhưng mà bây giờ anh đang diễn kịch với mẹ em mà. Để mẹ em tin đi. Alo. Không phải thế đâu. Thật ra không phải thế đâu. Sao làm sao? Vừa nãy là chồng đang diễn trước mặt nó với mẹ như thế thôi. Thật ra là chồng không quay lại với nó. Chồng đang tìm cách như thế, chồng giả vờ quay lại với nó ấy. Để anh giả vờ quay lại với nó, để anh bảo nó đơn kiện. Đúng rồi, bây giờ phải đâu. Không phải đâu chị. Thật không? Thật, em anh Kiên đều biết mà. Kịch bản này chồng với Mạnh đang bàn kế hoạch với nhau. Chồng với Mạnh đang bàn kế hoạch với thôi nhau. Thôi chị nhìn lại. Vợ phải im rồi. Đúng không?
không có gì đâu. Chồng vợ. Chồng không quay lại với nó, vợ hiểu không? Chồng không quay lại với nó, chồng yêu vợ mà. Chồng quay lại với nó nhá. Không quay lại với nó, chồng có yêu nó đâu. Bây giờ chồng đang giả vờ quay lại với nó để cho nó rút đơn kiện về cho vợ thôi. Vợ tưởng chồng quay lại với nó, vợ sợ. Chồng, chồng bảo, chồng ở trong thời gian này, ở trong thời gian này vợ chồng mình ấy phải diễn làm sao để cho nó tưởng là chồng với vợ quay chia tay nhau rồi. Đúng rồi. Chưa? Để cho nó rút đơn kiện đã. Nó ghét xong rồi nó rút đơn kiện xong rồi mình sẽ tính sau. Đúng rồi. Đừng để cho nó biết nhá. Vợ đi về đi, cứ bình tĩnh nhá. Bây giờ là chồng bảo. Ở thời gian này chồng về chồng ở một vài hôm ở nhà. Nhưng mà lỡ chồng về nhà không, chị phải tin tưởng anh chứ. Không phải tin tưởng chồng, cố gắng lên. Bây giờ chồng ở về nhà một vài hôm, xong là vợ tạm thời này vợ cứ đi về nhà của vợ đi, không ở riêng nữa, không ra ngoài ở riêng nữa. Xong đầu nào một hôm nào mà nó rút điều kiện xong rồi chồng cho gọi điện cho báo, hiểu chưa? Vâng. Về đi, về đi. Hai anh em về nó chạy ra nó biết đấy. Về đi. Về đi về chị. Chị phải tin tưởng anh chứ, anh yêu thương chị thật mà. Bây giờ nó không rút đơn kiện thì bây giờ anh phải làm cách đấy thôi thì mới rút đơn kiện cho chị được.